Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh Trại Giấy Hồng Phước ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái khay cho giấy đẻ. Thì như anh em đã thấy trên màn hình đó là cái khay ha. Thì mình sẽ đưa cái mùng cưa vào ha. Thì cái mùng cưa này là mình là kêu bằng cái sơ dừa ha anh em, ở tiệm cây kiển là bán rất là nhiều. Thì mình mua về, mình mua cái loại mới anh em. Thì sau khi mình mua về mình sàng, mình lấy những cái mịn thôi, mình lấy cái gỗ thưa mình sàng, lấy những cái mịn, rồi sau đó mình bỏ vô thau, mình xịt nước là mình làm cho nó ẩm cái mùng cưa. Mình ủ khoảng nửa ngày thì mình đưa vô khay ha. Thì anh em, như anh em đã thấy á, thì cái mình thao tác cái làm cái khay giấy ha, mình đưa mùng cưa vào cho trong cái khay, rồi mình sẽ ém nó, ém nó nhẹ nhẹ thôi anh em, chứ em quá đừng ém chặt quá, ém vừa vừa thôi cho nó đều đó. Thì anh em thấy đó, thì một cái khay chuẩn của mình là nó cũng lớn lắm, từ dao động từ 700 đến 800 gram hoặc là 900 gram, nhưng mà tuy nhiên thì cái lượng trứng nó phải đảm bảo ha anh em. Khay ba lớn cũng được, nhưng mà mình cho đẻ thì nó phải đảm bảo đó. Đây, mình tiếp theo là mình bỏ cái dĩ sắt vào ha anh em, dĩ sắt mà cái lưới vuông á, đừng cho con dế nó đừng có bò vào là nó phá cái khay trứng dế, nó bươi cái khay lên thì dơ lắm. Thì anh em nên để ý, thì mình bỏ cái khay vô cho nó đều đó, mình lấy cái kẹp, mình lấy cái cây que mà cái này là cái trúc anh em, mình chẻ ra rồi mình nạp vô để cho nó đều cái dĩ sắt mình, nó đừng cho nhô lên, nếu mà nhô lên chỗ nào thì con dế nó đẻ không được, nó phải sát ha anh em. Thì mình dùng kẹp giấy hay là kẹp bướm. Kẹp bướm thì một hộp 35 ngàn ha anh em. Còn lưới sắt là lưới 1m 20 ngàn. 1m mình làm cũng được nhiều khay lắm, mình không nhớ nhiêu, nhưng mà hình như mét là làm 89 khay gì, cả chục khay gì, không nhớ nữa, 89 khay quá. Thì đó, như anh em thấy nè, kẹp bốn góc lại vậy là xong, rất là đơn giản, nhanh chóng để mình làm ra một cái khay để dế nó đẻ hoàn hảo anh em. Anh em sẽ kiểm tra lại và mình lấy mùng cưa mình chà lên để cho nó lấp đi mấy cái lỗ trống anh em. Nếu mà lỗ trống là dế nó không có đút kim xuống đẻ nè, mình phải cho nó bít hết đó, anh em thấy không, mình chà đi hết mấy cái lỗ đó, cái dư thì mình bỏ ra. Rồi tiếp theo là anh em thấy đó, tôi sẽ làm một cái khay dế thứ hai để quay lại cho anh em, để anh em lặp lại một lần nữa, để chi để anh em không gõ, không một lần coi xem không gõ thì xem lần thứ hai ha. Đó, cái khay thì mình đổ mùng cưa vô, thì mình làm cái mình quen ha anh em, cái mùng cưa, cái lượng mùng cưa mình đổ vô thì vừa phải để cho dế nó đút cái kim xuống, nó đẻ vào khoảng giữa cái mùng dừa và cái đáy của cái dĩ ha anh em. Nếu mà anh em làm mỏng quá là con dế nó đút cái kim xuống, nó đụng dưới cái đáy của cái dĩ cái khay trứng, cái khay nhựa, thì dế nó sẽ không có đẻ. Anh em sẽ làm dừa, làm về khoảng tầm khoảng 1.5 đến 2 cm ha anh em, thì dế nó đút xuống nó đẻ đó. Thì mình ém nhẹ, mình bỏ mùng cưa vô mình ém nhẹ ăn chút, sau đó mình mới để cái dĩ sắt lên ha anh em, ép cho nó đều cho nó đẹp. Đây mình sẽ để cái dĩ sắt lên, để dẫn lên ha anh em, để cho nó mình ém xuống cho nó chặt, nó sát với cái dĩ sắt với cái mùng cưa, mình kẹp lại thôi, rất là đơn giản. Thì anh em chú ý thao tác mình làm ha. Sơ lược vậy thì anh em chắc đã gõ rồi, mình cũng làm chi tiết, từng chi tiết để anh em thấy là mình làm nó như thế nào. Tại anh em bình thường anh em không có để cái miếng cây, cái miếng miếng miếng
chút vô cũng được đó anh em. Nhưng mà tôi làm tôi dằn cho nó đẹp, nhìn cái khay nó rất là đẹp, dễ đẹp nó mới vô đẻ nó nhiều, nó chơi thôi em chứ đẹp xấu gì cậu, cái cây nó chuẩn gì là nó vô, nó nhảy vô đẻ à. Đó đây thì đây là cái ô dế mình chuẩn bị cho vô đẻ. Thì anh em như anh em đã thấy trên màn hình thì hai cái lỗ trống đó mình sẽ đưa cây vô cho dế nó đẻ ha anh em. Thì giờ này khoảng 6 giờ thì cho dế đẻ. Giờ này thì dế chuẩn bị lên đẻ anh em, nó tìm mổ rất là đông ha anh em, nó lên đó, nó lên để nó tìm mổ đó. Đây thì mình để cái lồng này mình mới cho vô cho nó làm quen, cho nó đẻ thử thôi anh em. Thì mình cho đẻ 4 cây để mình thử cái lượng trứng nó như thế nào, nếu mà đạt và đạt chất lượng để dế nó lên nó đẻ, nó chen chút nha, nó đẻ không có thay để đẻ thì mình sẽ bỏ vô tiếp. Thì trung bình mỗi một khay á thì cho đẻ khoảng 2 kg dế ha anh em. Thì mình ước lượng được cái lồng của mình á là khoảng bao nhiêu ký dế, thì cái lồng này khoảng 20 kg hoặc 22 kg, thì mình có thể để 10 khay cho nó đẻ ha anh em. Thì hôm nay là một ngày đầu tiên để mình thử thôi anh em, mình thử coi cái lượng dế nó lên đẻ như thế nào. Đó, anh em thấy đó, dế nó rất là đông. Thì mình để vô rồi để mình quan sát rồi dế nó đẻ. Thì khi dế nó đẻ thì đút kim cho nó đẻ anh em. Đó, mình để 4 cây vô cho dế nó đẻ thử. Và sau 24 tiếng thì mình sẽ lấy ra mình kiểm tra cái lượng trứng dế nó đẻ như thế nào. Thì anh em chăn nuôi thì cũng biết, mình phải quan sát ha anh em. Đêm đến thì tối khoảng 7 đến 8 giờ thì anh em ra xem cái lượng dế nó lên nó đẻ coi có nhiều không. Đó, thì quá trình cho dế đẻ như thế nào thì mình cũng có quay nhiều clip, thì mình làm thêm một lần nữa để mình hướng dẫn anh em về cái cách mình làm cái cây để cho dế nó đẻ, làm sao cho nó đẹp, nó chuẩn, dế nó đẻ tốt, để anh em mình có thể mình sau khi mình nuôi thì mình cho đẻ thử để mình rút kinh nghiệm ha anh em. Thì chúc anh em thì chăn nuôi thành công và thành đạt ha anh em. Chào anh em.